Thưa quý vị, trước thực trạng sông Cầu bị ô nhiễm do xả thải công nghiệp mà bên phía Bắc Ninh, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đã nhiều lần gửi văn bản kiến nghị tới Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh cũng như là Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tình hình đã được cải thiện trong một thời gian dài. Tuy nhiên thì mấy ngày nay, lợi dụng thời điểm mưa bão, nước thải công nghiệp từ huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh lại xả thải ra sông Cầu. Tình trạng này đã khiến cá chết hàng loạt và ảnh hưởng tới đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Đây là những hình ảnh do ông Nguyễn Văn Hoạch, bí thư chi bộ thôn Hữu Nghi, xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên ghi lại vào chiều ngày 2 tháng 8 năm 2020. Một dòng nước đen bốc mùi hôi thối bủa vây sông Cầu. Cũng theo ông Hoạch, hiện tượng này xuất hiện khoảng 10 năm nay. Nguyên nhân chủ yếu là do người dân Bắc Ninh xả nước thải công nghiệp ra khu vực cống Đặng, huyện Yên Phong và đổ thẳng ra sông Cầu. Mưa, gió, bão là họ xả ra. Nhưng mỗi một khi xả ra là tôm cá ở sông không sống được, mùi hôi thối nồng nặc, nhân dân không thể chịu nổi. Theo như người dân ở thôn Hữu Nghi, hầu hết những lần xả thải đều diễn ra vào tháng 7, tháng 8 khi mùa mưa bão đến. Mỗi lần xả thải là một lần gây ra nỗi lo sợ về tình hình sức khỏe của người dân nơi đây bởi ô nhiễm nguồn nước và khí thải. Cũng mong làm sao là các cấp chính quyền cố gắng giúp dân, giúp cái dòng sông Cầu nó trở lại bình thường như xưa. Cái hành vi xả thải này là phải lên án và là nghiêm khắc là phải xử lý luôn để bảo vệ cái đời sống dân sinh. Sau mỗi đợt xả thải thì hiện tượng cá chết lại tiếp tục xuất hiện trên sông Cầu, kéo dài từ một số xã của huyện Việt Yên tới huyện Yên Dũng. Không chỉ hủy diệt các loài thủy sinh, sông Cầu ô nhiễm còn ảnh hưởng tới mạch nước ngầm cũng như đời sống của người dân.